Bà Trương Mỹ Lan dãy dụa kêu mình không có tội, hàng loạt tranh cãi đốt nóng phiên tòa đại án, hé lộ thêm nhân vật đặc biệt, tướng công an đứng sau chỉ đạo. Thưa quý vị, mới đây, kết thúc phần bào chữa, 85 bị cáo đều đề nghị hội đồng xét xử khoan hồng có mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị xem xét lại toàn bộ hành vi, tội danh như cáo buộc là không phù hợp. Luận tội, viện kiểm sát đã đề nghị án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 3 án chung thân đối với cựu lãnh đạo SCB Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, 81 đồng phạm còn lại giúp sức Trương Mỹ Lan rút tiền SCB bị viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm tù treo đến 24 năm tù. Qua 2 tuần bào chữa, đa số các bị cáo đồng phạm của Trương Mỹ Lan 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ án đều đưa thêm các tình tiết giảm nhẹ, cho rằng chỉ đóng vai trò yếu thế làm công ăn lương, tin tưởng tuyệt đối vào Trương Mỹ Lan, cấp trên không hưởng lợi nên đề nghị mức án nhẹ hơn viện kiểm sát đề nghị. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận cáo buộc thao túng SCB chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB khoảng 498.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm tham ô tài sản hơn 304.000 tỷ đồng tiền gốc, lãi trên dư nợ gốc là 129.000 tỷ đồng, vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 84.000 tỷ đồng. Bào chữa cho Trương Mỹ Lan, các luật sư cho rằng về tội danh tham ô tài sản, chủ thể của tội này phải là người có chức vụ quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản tại SCB, trong khi đó bị cáo không hội tụ các điều kiện này. Hơn nữa, về bản chất và hành vi của Trương Mỹ Lan được xác định là cùng phương thức, thủ đoạn phạm tội nếu có xuyên suốt trong 10 năm nên tách ra hai tội danh ở hai thời điểm là chưa phù hợp. Đối với tội đưa hối lộ của bị cáo Lan, theo các luật sư, hiện chỉ có Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB khai đưa 5,2 triệu USD cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước. Bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi nhận 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, còn lại không có chứng cứ khác chứng minh bị cáo Lan đã chỉ đạo Văn đưa 5,2 triệu USD cho Đỗ Thị Nhàn. Vì vậy, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại cáo buộc thân chủ tội đưa hối lộ. Đối với phần bảo vệ quyền lợi của người bị hại là SCB, ngân hàng đề nghị hội đồng xét xử xác định thiệt hại của SCB tính đến ngày xét xử sơ thẩm mùng 5 tháng 3 năm 2024 là 761.802 tỷ đồng, trong đó nợ gốc gần 484.000 tỷ đồng, nợ lãi phí tạm tính là hơn 277.800 tỷ đồng. Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ thiệt hại. Xem xét giao cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý 1.166 tài sản đảm bảo là vật chứng trong vụ án, cho SCB nhận lại toàn bộ tài sản và các quyền tài sản mà cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hối lộ 5,2 triệu USD của bị cáo Đỗ Thị Nhàn, SCB cũng đề nghị thu hồi lại trả cho SCB bởi tiền đưa nhận hối lộ này có nguồn gốc từ SCB. Đối với thiệt hại vụ án, các luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét cách xác định thiệt hại của vụ án, bởi viện kiểm sát xác định thiệt hại dựa trên nguyên tắc lấy dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo, song lại loại trừ một số tài sản đảm bảo khiến bị cáo Lan phải chịu trách nhiệm với số thiệt hại cao hơn rất nhiều so với sai phạm bị cáo buộc. Trước đó, trong phần phát biểu quan điểm, viện kiểm sát xác định thiệt hại là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo, buộc các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự trên cơ sở dư nợ các khoản vay trừ đi tổng giá trị tài sản đảm bảo được phân bổ cho các khoản vay là khoảng 498.000 tỷ đồng. Ngoài ra, viện kiểm sát chỉ buộc Trương Mỹ Lan bồi thường cho SCB toàn bộ thiệt hại là 677.286 tỷ đồng và lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về đề nghị của bị cáo Trương Mỹ Lan bán tòa nhà Capital Place 29 Liễu Giai, Hà Nội để bổ sung khắc phục hậu quả, thì tại tòa, đại diện hai trong bốn ngân hàng HSBC, Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải và ngân hàng OCBC Bank Singapore không đồng ý và đề nghị hội đồng xét xử xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng. Theo bốn ngân hàng, tòa nhà Capital Place đang được công ty cổ phần Twinpeak thế chấp để bảo đảm khoản vay 200 triệu USD, thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày 30 tháng 4 năm 2024. Tòa nhà Capital Place được Trương Mỹ Lan thông tin đến tòa là có thể bán với giá 1 tỷ USD, song con gái bà Trương Mỹ Lan trình bày đang có người trả 360 triệu USD, nhưng tòa nhà này đang thế chấp vay. Sau khi bán xong, trả nợ cho bốn ngân hàng, số tiền còn lại sẽ dùng khắc phục hậu quả trong vụ án. Về yêu cầu của Trương Mỹ Lan đề nghị SCB trả tiền thuê tòa nhà 19 Nguyễn Huệ, SCB trình bày tài sản này đang bị kê biên nên hiện SCB chưa thanh toán tiếp nhưng số tiền nợ thấp hơn rất nhiều so với tiền mà SCB đặt cọc. Vụ bà Trương Mỹ Lan gây ra nhiều tranh cãi, dân mạng xôn xao cho rằng một con voi to đùng chui hàng loạt lỗ kim và hậu quả thì quá nặng nề. Rất mong qua vụ án này, cơ quan quản lý rà soát chặt chẽ các ngân hàng, làm thật nghiêm thì may ra không còn một vụ việc nào như của SCB.
Tin thời sự nóng buổi chiều cuối tuần mà rất nhiều người quan tâm, rất nhiều người tán đồng với luận tội của Viện Kiểm sát. Việc đâu thì còn có đó, hậu quả nghiêm trọng của việc thao túng kéo dài thì cũng dần rõ rồi. Ai đã làm thì buộc phải nhận trách nhiệm, hậu quả tương xứng thôi. Trong đó cũng có những bình luận tán thành sự khoan hồng, cần phân hóa vai trò từng bị cáo. Ai cần xử lý nghiêm phải xử nghiêm, ai cần khoan hồng thì khoan hồng. Trong 86 bị cáo trong vụ án, riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, 54 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella. Và Công ty Capella là người duy nhất không phải là đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB và không liên quan đến sai phạm tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát hay SCB. Bị cáo Nguyễn Cao Chí bị cáo buộc tìm cách chiếm đoạt của Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Sau khi bị cáo này bị bắt, luận tội Viện Kiểm sát đã áp dụng 4 tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đề nghị từ 10 đến 11 năm tù. Tự bào chữa, bị cáo cho rằng mức án đề nghị này là quá cao, trong khi bị cáo tích cực khắc phục hậu quả tuyệt đối. Hé lộ quá khứ đầy tì vết của bí thư tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt ngay khi vừa đạt tín nhiệm 100%. Từ cô giáo huyện nghèo nhảy phốc lên ghế nóng, đưa con gái 31 tuổi lên chức phó giám đốc sở. Thưa quý vị, thật khủng khiếp, chủ tập đoàn Phúc Sơn hậu pháo, quả là khẩu đại bác kinh hoàng mới khai hỏa đã tiễn cả cặp bí thư, chủ tịch Vĩnh Phúc đi nghỉ mát và cho dụng luôn chủ tịch Quảng Ngãi. Có vẻ như mấy phát đầu này đang hứa hẹn đây sẽ là trận đánh đẹp, và hai cặp trên chưa chắc đã là thành trì cuối cùng. Song điều đáng nói ở đây là khác với những lần trước, binh đoàn cụ tổng đã thực hiện một cú bắt trọn ổ thần tốc và bất ngờ không hề qua các bước kỷ luật khai trừ đảng như những vụ trước đó. Đặc biệt, dư luận vô cùng bất ngờ khi cuối cùng nữ bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, người đi lên từ một cô giáo làng dạy cấp 2, dù 5 lần 7 lượt dính thị phi, bị kiểm điểm, thách thức dư luận khi đưa con gái 31 tuổi lên làm phó giám đốc sở, mà chiếc ghế nóng vẫn ngồi chễm chệ, không hề lung lay, thậm chí mới vài ngày trước còn đạt 100% tín nhiệm, giờ đây đã chính thức lây thớt. Rốt cuộc, bà Hoàng Thị Thúy Lan là ai? Quá khứ ăn tiền, lạm quyền đã xảy ra chi chít vết chàm như thế nào? Mời quý vị theo dõi video. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, người phụ nữ vừa bị bắt trong ngày quốc tế phụ nữ này, vốn có một xuất thân gây bất ngờ và có một quá khứ đầy tì vết. Từ giáo viên huyện nghèo lên bí thư tỉnh, bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Trong 7 năm, từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 4 năm 1997, bà Lan là giáo viên cấp 2 trường trung học cơ sở Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Và là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, rồi làm phó bí thư thị đoàn Vĩnh Yên. 4 năm sau đó, bà tiến dần lên phong trào đoàn, lên chức trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Năm 2001, bà nhảy sang tỉnh ủy, làm ủy viên kiêm tránh văn phòng ủy ban kiểm tra. Bàn đạp để 3 năm sau đó, bà trở thành bí thư tỉnh đoàn trong 9 năm. Sau đó, bà tiến lên nhiều nấc thang để lọt vào những chức vụ lớn trong đảng của tỉnh này. Tháng 10 năm 2010, bà là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy và chưa đầy 2 năm sau lên chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Tháng 4 năm 2018, bà đạt được cột mốc lớn lên làm phó bí thư tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc và chỉ 10 tháng sau, bà chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Vào tháng 2 năm 2018 và ở tất cả các nhiệm kỳ sau, bà đều được tái đắc cử chức bí thư với số phiếu tuyệt đối. Khi biết thông tin này, có lẽ khá nhiều bạn giáo viên đang lấy bà Lan làm gương để phấn đấu. Bà đi lên từ giáo viên cấp 2 được thì xứng đáng để bạn giáo viên đất nước này mơ ước như bà. Thế nhưng, cũng kể từ khi lên tới chức bí thư tỉnh ủy thì bà Lan lập tức lòi ra hàng loạt những vụ tiêu cực bị dư luận phản ứng dữ dội, bị kiểm điểm đi, kiểm điểm lại nhiều lần. Lần đầu tiên là năm 2017, cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Lan với cương vị bí thư tỉnh bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12 kết luận vi phạm liên quan đến việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, có biểu hiện cục bộ, không bình thường, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cơ quan, tổ chức có số lượng phòng, lãnh đạo cấp phó, sở ngành và sử dụng lao động hợp đồng không đúng quy định, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế làm việc của tỉnh ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ quản lý sử dụng đất đai và quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, công trình trọng điểm cho một số dự án sử dụng đất không đúng quy định, không phù hợp quy hoạch do đất không thông qua đấu giá. Tuy nhiên, sau vụ này, bà Lan vẫn thoát, chỉ bị yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc.
Lần thứ hai là năm 2021, bà Lan gây bàn tán khi sắp ghế con gái ruột Trần Huyền Trang, thời điểm đó 31 tuổi, làm phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Bà Trang về công tác tại sở nêu trên ở cương vị chuyên viên, sau đó leo lên ghế phó phòng, trưởng phòng trước khi được mẹ mình chỉ định làm phó giám đốc do công luận chỉ trích. Bà Trang mất ghế phó giám đốc sở sau 3 tháng. Tại kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này xác định bà Lan cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị yêu cầu kiểm điểm xử lý trách nhiệm. Hồi tháng 6 năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lệnh cho tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm bà Trang vào ghế Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này do cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Thời điểm bà Trang làm phó giám đốc sở trẻ nhất, các báo mô tả bà Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế ở Trung Quốc, bắt đầu công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc từ 2013, từng được cử sang học tại Singapore nhưng không dám ghi rõ bà Trang là con bà Hoàng Thị Thúy Lan. Có thể thấy, dù bị dư luận phản đối, bị đảng kiểm điểm gọi tên nhiều lần, nhưng bà Lan vẫn đứng vững như kiềng ba chân suốt gần 10 năm qua, thậm chí còn luôn được tái đắc cử chức bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Với số phiếu bầu tuyệt đối, thậm chí phiếu tín nhiệm cũng tuyệt đối 100% nốt. Hài hước bị bắt ngay khi vừa đạt 100% tín nhiệm. Thưa quý vị, bà Hoàng Thị Thúy Lan, 58 tuổi, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt khởi tố hôm 8 tháng 3 với cáo buộc nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn. Cùng với đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này, hàng loạt báo chí nước nhà đồng loạt đưa tin này nhưng không cho biết cụ thể số tiền mà bà Lan nhận hối lộ. Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của bà Lan và mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương. Cùng với vụ bắt bà Lan, Bộ Công an còn áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Biện pháp này đồng nghĩa với việc bà Lan sẽ phải nộp tiền khắc phục hậu quả hoặc bị phong tỏa tài sản. Cáo buộc ban đầu của Bộ Công an cho rằng, trong hai dự án triển khai ở tỉnh Vĩnh Phúc, tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế. Ngoài ra, một số dự án bất động sản của doanh nghiệp này tại tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là chưa đủ điều kiện bàn giao nhưng đã bán và thu tiền, không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân. Một điều đáng ngạc nhiên và khá hài hước là 3 tháng trước khi bị bắt, bà Hoàng Thị Thúy Lan là quan chức đứng đầu với số phiếu tín nhiệm cao của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh được tín nhiệm cao nhất thì anh chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành bị tín nhiệm thấp nhất, bị hốt cùng lúc. Có người suy đoán rằng có vẻ như chị chơi anh bằng vụ bỏ phiếu tín nhiệm nhưng anh còn chưa kịp tổ chức hay bị miễn nhiệm theo quy định thì bị bế. Qua vụ này có thể thấy tín nhiệm cao nhất hay thấp nhất thì cũng chẳng nói lên được sự trong sạch hay uy tín cũng không liên quan đến Bộ Công an và binh đoàn đốt lò của cụ tổng. Dường như việc bỏ phiếu này là không có mấy ý nghĩa. Chị đẹp Vĩnh Phúc hay anh biệt phủ Quảng Ngãi bị bắt tươi khi đang chễm chệ đầu tỉnh. Như thế không phải chuyện lạ vì chẳng nói ra ai cũng hiểu ngồi ở miếng đó thơm như vậy mà giữ được mình mới lạ. Những đợt tín nhiệm gần 100% hay các chỉ đạo phông màn này kia chỉ tạm thời che chắn được hậu trường, béo bở phía sau. Chỉ đến khi vụ tập đoàn Phúc Sơn lộ ra thì bà Lan mới xa lưới. Tưởng chỉ có ông Quyết FLC, ông Việt Á, chị Nhàn AIC, chị Lan Vạn Thịnh Phát là dũng sĩ hạ cán bộ to. Té ra giờ lại lòi ra anh hậu pháo nữa. Cũng quá ghê khi một ngày tóm mấy chú, mấy cô to. Tóm xong, Quốc hội mới đình chỉ tư cách thì cú tóm rất ngoạn mục. Lần tóm này cho thấy đã có sự đổi mới trong truyền thông nhà nước. Trước đây cứ phải vòng vo thực hiện các bước như thông báo phế truất, khai trừ vân vân rồi mới đón nàng về dinh. Không mang tiếng là đảng viên phạm tội, cán bộ cao cấp phạm tội. Bấy giờ mới cho đăng báo. Nhưng vụ này, vụ một ngày bắt vài bí thư, chủ tịch tỉnh đương chức trong một ngày, khỏi phải thông qua các thủ tục cũ kỹ, nó cho thấy ta đã lặng lẽ đổi mới thật sự rồi, điều mà thế giới đang làm hàng trăm năm nay rồi, công ra công, tội ra tội. Tổng thống Mỹ có phe này cũng ra tòa như thường, có điều phân vân là một tỉnh có hai ông bà này to nhất, bà làm bậy thì thuộc cấp của họ muốn ngoan có được không? Bấy lâu nay, những siêu thế lực, những tài phiệt có tiền là quyền biến là sai. Bảo cả các quý cấp dễ như sai thỏ, sau đó an tâm làm bậy. Tối nay, chắc khi mở két lấy vài chai rượu vang đi biếu cũng phải cân nhắc. Anh được biếu cũng phải tính, phải cất kỹ. Chờ vài năm thấy chưa lên trang nhất báo chí mới dám uống. Phúc Sơn còn dự án ở tỉnh khác, và ai nữa dính vào tập đoàn làng nhàng cấp huyện này
nhưng lại được nợ thuế hàng chục ngàn tỷ, rồi sau sẽ rõ nên sẽ không bất ngờ lắm nếu vụ hậu Hào Dũng Sĩ diệt lãnh đạo còn nổ những phát to hơn. Khủng khiếp, nạn tham nhũng chưa chấm dứt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối đầu với cuộc chiến mới, thủ chính rối như tơ vò, ban loạt chỉ thị khẩn, Cụ Tổng chọn mạo hiểm để dứt điểm quan tham. Một vấn đề nghiêm trọng hiện nay không phải là vấn đề tham nhũng mà là hậu quả của tham nhũng, hiệu ứng phụ của tham nhũng, đó là các cán bộ lãnh đạo các cấp sợ trách nhiệm, đùn đẩy công việc cho nhau mà cấp trên phải bó tay, pháp luật cũng bó tay. Thủ tướng Chính phủ kêu trời, Bộ trưởng Nội vụ thì kêu ca phàn nàn nhưng không tìm ra biện pháp nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 10 tháng 5 thì yêu cầu phải khắc phục ngay nhưng chưa ai tìm ra cách khắc phục như thế nào. Có lẽ chỉ có thể xử lý hành chính, chỉ là khiển trách này nọ, vì lỗi này không phải là lỗi nặng, không để lại hậu quả nghiêm trọng. Những người suy nghĩ tiêu cực thì cho rằng, theo logic thông thường, có làm mới có ăn. Bây giờ lãnh đạo quyết định và ký vào đấy chịu trách nhiệm nhưng không được ăn thì người ta không làm. Bởi vì đã ký có thể bị cấp trên đánh giá sai, sợ vi phạm 19 điều cấm của đảng viên, trình độ lại thấp nên thiếu tự tin, không biết điều mình làm có đúng không. Đấy thực sự là một căn bệnh nan y, có lẽ không thể tìm được cách giải quyết, chỉ còn cách thay cán bộ cũ hiện nay bằng lớp cán bộ mới, xóa đi làm lại từ đầu. Bây giờ không có tiền, không có thưởng, không có phong bì, chỉ có phát động những phong trào ra sức thi đua thì người ta không nghe, và đưa ra khẩu hiệu hô hào học tập làm theo tấm gương người ta cũng không nghe. Xã hội lối sống kiếm tiền vương giả, xe hơi nhà lầu, ăn chơi đàn đúm đã thấm vào lãnh đạo đảng viên các cấp. Bây giờ họ hoàn toàn dị ứng với những tấm gương đạo đức này nọ. Gần đây, Bộ trưởng Nội vụ bà Trà đưa ra một sáng kiến, nói là các đồng chí dám nghĩ dám làm. Nếu dám nghĩ dám làm mà sai thì các đồng chí không bị kỷ luật. Vấn đề là không ai nghe bà. Ở đây chỉ đề xuất với bà Trà, Bộ trưởng Nội vụ giải pháp như sau. Phải cải cách thể chế, phải làm một cuộc cách mạng theo hướng Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, có tự do ứng cử, tự do bầu cử để dân bầu chọn những đại biểu xứng đáng nhất để quản lý đất nước. Các vị trí viên chức, các vị trí công vụ trong bộ máy nhà nước cần phải được tuyển chọn công khai có tiêu chí rõ ràng, nếu cần hãy thuê các chuyên gia nước ngoài làm ban tuyển chọn. Giảm biên chế tối đa, càng nhiều người càng đông, mà nhất là những người đấy không biết việc, không thạo việc, không có hiểu biết thì bộ máy càng không chạy được, hãy trả lương xứng đáng cho họ để họ sống được bằng nghề. Một hiện tượng rất mới ở Việt Nam, có thể gọi là hiệu ứng phụ của cuộc chiến chống tham nhũng là cán bộ các cấp, đặc biệt là cấp dưới giờ đây chai ý, cấp trên gây sức ép như thế nào họ cũng không sợ. Họ sợ ra quyết định. Vì vậy, chúng ta nghe các đồng chí lãnh đạo các cấp thường xuyên nói những lời nào là xử lý nghiêm, thế nhưng cán bộ cấp dưới vẫn tránh né, vẫn đùn đẩy, vẫn thoái thác nhiệm vụ. Vì vậy mà công việc bề trễ, nhất là các quyết định đầu tư, các dự án của các nhà đầu tư nước ngoài và của doanh nghiệp Việt Nam không được phê chuẩn kịp thời. Chúng tôi đang nghe rất nhiều những lời phàn nàn, đặc biệt là các dự án đầu tư công, tức là những dự án mà tiền giải ngân, tiền đầu tư là tiền của nhà nước. Nhiều người sợ dính vô, bây giờ không dám ăn phần trăm nữa, mà dính vô phải đi tù như mấy ông quan liên quan đến Việt Á. Theo thông tin thống kê của nhà nước, đến cuối tháng 4 mới giải ngân được 14,66% ngân sách theo kế hoạch. Trước đây các tỉnh thành cả nước, nơi nào cũng thích các dự án đầu tư công, thích được phân bổ tiền, thậm chí phải chạy vậy ra tận trung ương để xin được dự án đầu tư. Năm nay thì ngược lại 180 độ, rất nhiều địa phương, rất nhiều bộ và các ngành muốn trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Ôm rơm nặng bụng chả được gì. Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính rất là tức giận. Ông Chính vừa ra chỉ thị cấm tất cả các bộ, các ngành và các địa phương trả lại các dự án đầu tư công đã được giao thực hiện. Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò dữ dội, thậm chí cả củi tươi cũng cho vào lò. Bởi vậy, suy nghĩ hiện nay là ăn hối lộ bây giờ rất khó khăn. Những quan những năm vừa rồi được hạ cánh an toàn đã về hưu rất là mừng. Những quan chưa đến tuổi về hưu thì rất lo lắng, sợ sai lầm cuối đời. Bởi vậy, cần tác vô ưu, tránh càng xa các dự án càng tốt. Bởi vì bây giờ nhận làm, quyết định làm thì như mèo nhìn thấy mỡ, không ăn thì không chịu được, mà ăn thì đi tù. Bởi vì trong 20 năm qua, ăn bớt của công đã trở thành thói quen, giờ nhìn thấy tiền của dân là không chịu được. Cho nên chúng ta hiện nay thấy một hiện tượng rất trái ngược. Tổng trọng thì tăng cường đốt lò, tăng cường kỷ cương, siết chặt pháp luật không cho thoát, cả củi tươi cũng đưa vào lò. Còn Thủ tướng Chính thì ngược lại cũng rất lo lắng như Thủ tướng Ngô Hào chuyển khác là tăng cường kỷ luật, dám nghĩ dám làm trong giải ngân vốn đầu tư công, không được thoái thác, không được né tránh, tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Cả hai ông Tổng Bí thư và Thủ tướng đều tất bật nhưng tính chất công việc mỗi người khác hoàn toàn nhau. Người khổ nhất là Thủ tướng, người khổ thứ hai là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ông Dũng phải la lên trong một cuộc nói chuyện với phóng viên báo chí, cán bộ bây giờ toàn đá bóng lên cấp trên rồi ngồi chờ không làm gì cả. Tệ nhất bây giờ lại là thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế cả nước mà bây giờ bất động không làm gì. Như vậy, những vấn đề nhân sự, vấn đề con người vẫn là vấn đề lớn nhất của Đảng. Trong đó vấn đề tham nhũng và để trị tham nhũng thì Đảng ta có chiếc lò. Nhưng vấn đề thứ hai bên cạnh tham nhũng là vấn đề né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
Quá nhiều cán bộ đảng viên bây giờ là những người cơ hội đã nhặt hết lý tưởng vào đảng chỉ vì mục đích cá nhân. Nhiều quý vị thính giả đã biết đến Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 14, nội dung là khuyến khích và bảo vệ các cán bộ năng động sáng tạo vì sự nghiệp chung. Nghĩa là hiện nay có quá nhiều cán bộ sáng vác ô đi tối vác về, 4-5 năm lên lương một lần, đến hẹn lại lên, tin nhẹ nói khẽ cười duyên, cố gắng hạ cánh an toàn, đến tuổi thì nhận sổ hưu, thế là hết. Rất nhiều trường hợp như vậy, cả họ chưa có một sáng tạo nào tốt, không hề nghĩ về việc chung, có lụt thì lút cả làng, việc gì mà ta phải lo lắng. Thưa quý vị, có thể thấy chế độ độc đảng cũng có những mặt ưu mặt khuyết và chế độ đa đảng cũng có cái ưu cái khuyết. Cái nào cũng có mặt hay mặt dở, mình cũng không bàn chuyện ra thôi, nhưng nói chung, cái mặt nhược điểm của chế độ một đảng là có quá nhiều cán bộ sáng vác ô đi tối vác về, vì người dân có bầu ra họ đâu, họ không chịu trách nhiệm trước cử tri, họ chỉ lo đối phó với cấp trên thôi. Cụ Tổng ta đã nhận ra vấn đề này và đã chọn nước đi có phần bảo hiểm, đưa ra quyết định số 14, khuyến khích những người có tâm có tài, những người có tâm có tài cố gắng đóng góp cho cách mạng. Đừng sợ rủi ro như ông Kim Ngọc của xưa, dám nghĩ, dám làm như ông Nguyễn Ba Thanh, đảng sẽ ủng hộ, đảng sẽ bảo vệ cho người tài và người có gan. Bởi vì trong quá khứ đã có quá nhiều người đổi mới, dám nghĩ, dám làm và đã phải chịu rủi ro, đã bị kỷ luật, không có ai bảo vệ họ cả. Khi họ vấp ngã, khi họ sai thì đã bị kỷ luật, như thế cũng có thể hiểu được. Nhưng nhiều người thành công thì lại bị ghen ăn tức ở, ví dụ là ông Ba Thanh được biết đến là có nhiều người ghen ăn tức ở, trong ngoáy lung tung. Khi mà làm những cái mới thì tất nhiên là có sơ hở, có sai và những người đối lập, những người không ủng hộ họ sẽ vin vào đấy mà phê bình ông ta. Rất may là Bác Trọng và Bộ Tứ nói chung của chúng ta đã nhận ra vấn đề, đặc biệt là qua vụ Covid-19 vừa qua, quá nhiều lãnh đạo ở các bộ, các ngành và đặc biệt là ở các tỉnh thành trên cả nước đã không làm tốt nhiệm vụ. Cái họ quan tâm và quan trọng nhất đối với họ là cái ghế, ngoài ra thì không có gì quan trọng. Tứ trụ đã nhận ra điều đấy và cho những người không làm được việc phải ra đi. Nhưng điều này là khó vì vấn đề thủ tục, cơ chế tuyển dụng nhân sự nó quyết định như vậy. Không thể một sớm một chiều mà bỏ họ đi được. Và điều quan trọng nhất là bỏ họ đi thì phải chọn người xứng đáng để thay thế họ. Thưa quý vị, đó là một vấn đề chiến lược, quyết định sự sống còn, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận ra điều đấy và quyết tâm làm. Bởi vì đó là yếu tố cơ bản nhất để Đảng khẳng định vai trò dẫn dắt lãnh đạo của mình. Nó có xứng tầm với dân tộc Việt Nam hay không? Sốc, MC đẹp nhất VTV ly hôn chồng, đám cưới xa xỉ đính 10.000 viên đá quý, Mai Ngọc tủi nhục làm dâu hào môn, thân thế chồng đại gia gây sốc. Thưa quý vị, đúng sáng nay, cựu MC Thời Tiết Mai Ngọc thông báo cô và ông xã đã ly hôn khiến cả nước xôn xao bởi chuyện tình họ như cổ tích đời thật với nàng lọ lem yêu nhau 10 năm rồi cầu hôn hoành tráng nhất trời Tây, đến đám cưới lồng lộn xa xỉ chấn động Hà Thành, váy cưới đính 10.000 viên đá quý, sống trong nhung lụa. Thế nhưng, khi về chung một nhà với đại thiếu gia thì 17 năm qua cô vẫn âm thầm không tài sản chung, không có con, không ràng buộc, kèm những uẩn khúc còn che giấu. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Sáng sớm hôm nay, nữ MC Mai Ngọc chia sẻ, gần đây mọi người hỏi thăm khá nhiều, sau khi cân nhắc kỹ càng, Ngọc thấy mình nên lên tiếng một lần. Ngọc với anh Nam, hay còn gọi là anh Bi, đã chia tay và không còn liên quan đến cuộc sống của nhau từ năm 2023. Sau 17 năm từ quen nhau, yêu nhau rồi đám cưới, chung sống với nhau, Ngọc và anh Nam đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với ba không, không có tài sản chung, không có con chung và không có bất kỳ thứ gì chung để chia. 17 năm thanh xuân, với Ngọc những kỷ niệm đẹp chính là tài sản lớn nhất. Những điều chưa đẹp sẽ là bài học dạy mình cách để trưởng thành hơn. Ngọc cũng gửi lời cảm ơn anh Nam. Nhờ thời gian ở cạnh anh, Ngọc trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như hôm nay. Đôi lúc không tránh khỏi cảm giác cô đơn, tủi thân. Nhưng bù lại ở hiện tại, Ngọc thấy vui khi nhìn lại những gì mình có. Tất cả đều do bản thân không ngừng nỗ lực và chăm chỉ từng ngày. Mai Ngọc sinh năm 1990 là một trong những biên tập viên MC nổi tiếng của đài truyền hình. Cô từng đạt giải vẻ đẹp VTV. Năm 16 tuổi, Mai Ngọc có cơ duyên gặp gỡ bạn trai và yêu nhau suốt 10 năm. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Nữ MC xinh đẹp đã được bạn trai cầu hôn ở trời Tây. Đám cưới của cặp đôi được nhận xét là hoành tráng, xa hoa tại thời điểm đó. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, MC Mai Ngọc diện 7 chiếc váy cưới, 4 bộ áo dài cùng hàng loạt phụ kiện hàng hiệu xa xỉ. Có chiếc váy cưới đính 10.000 viên đá quý giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng. Chia sẻ trên truyền thông, MC Mai Ngọc cho biết giữa cô và ông xã có nhiều nét tương đồng và cả hai đang cố gắng thay đổi để hòa hợp, bổ sung cho nhau những điều còn thiếu. Gia đình doanh nhân Lê Hoài Nam sở hữu công ty tổ chức sự kiện và chuỗi nhà hàng buffet có tiếng tại Hà Nội. Lễ cưới của Mai Ngọc cũng được tổ chức tại một trong những nhà hàng của gia đình từng gây xôn xao về độ xa hoa bậc nhất Hà Thành thời điểm đó. Mai Ngọc và chồng sống trong căn hộ hạng sang với nội thất xa xỉ tại Hà Nội. Mai Ngọc tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
cô đã có khoảng 10 năm công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc dẫn bản tin cùng nhan sắc xinh đẹp, cô từng gây sốt cõi mạng và được khán giả ưu ái, đặt biệt danh cô gái thời tiết. Ngoài công việc là biên tập viên, MC, người đẹp còn phát triển thêm thương hiệu thời trang riêng của bản thân. Đó là một thương hiệu thời trang công sở cao cấp được nhiều mỹ nhân Việt ủng hộ. Ngoài ra, Mai Ngọc còn nhận lời quảng cáo tham gia sự kiện của các đơn vị nhãn hàng. Vì thế, tuy chưa từng công bố thu nhập nhưng mọi người đều đoán già đoán non, tổng thu nhập của nữ MC chắc hẳn sẽ rất cao. Trên trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc riêng khi đi chơi, đi du lịch, nghỉ dưỡng, đánh golf, đi ăn uống cùng bạn bè. Qua những khung hình, cư dân mạng đều nhận ra đó là những sản phẩm dịch vụ cao cấp. Đặc biệt vào cuối tháng 12 năm 2023, nhân dịp sinh nhật, MC Mai Ngọc đã flex căn hộ tặng bản thân. Cụ thể, cô từng viết trên trang cá nhân, năm nay đón tuổi mới không tiệc tùng ầm ĩ, chỉ tự tặng bản thân một căn hộ mới, mua xong thấy cháy túi mà vẫn vui vui. Một năm làm việc hết sức chăm chỉ, tuổi 33 đáng nhớ. Đếm ngược 4 ngày nữa đón tuổi mới và cùng tạm biệt năm 2023 để bước sang năm 2024 đầy phấn khởi và ngập tràn niềm vui nhé. 31 tháng 12 năm 2023, diện một bộ đồ xinh tươi để đón nơi đẹp đẽ. Trước đó, cô cùng chồng cũ cũng sống trong một căn hộ cao cấp khác. Căn hộ có thiết kế hiện đại, được trang trí bằng nhiều hoa tươi. Căn nhà của cô có không gian rộng rãi, thoáng đãng, được cô chăm chút tỉ mỉ từng góc. Là người yêu hoa, yêu thiên nhiên nên cô thường xuyên cắm hoa để khiến tổ ấm của mình tràn đầy năng lượng tích cực. Ngoài ra, nữ MC còn treo nhiều tranh giúp căn hộ thêm phần ấm cúng. Quãng thời gian sống chung, đôi vợ chồng cũng thường đưa nhau đi du lịch khắp nơi và chồng doanh nhân luôn là người ưu tiên dùng lịch làm việc của cô nàng để sắp xếp kỳ nghỉ chung. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Mai Ngọc tâm sự chồng đã phải hy sinh rất nhiều để cô nàng có thể thoải mái theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho công việc. Nữ MC VTV từng tiết lộ do chồng thường hay làm trò mỗi khi chụp ảnh nên cô hiếm hoi đăng ảnh cùng chồng vì chồng cô không có nhiều hình đẹp. Từ sự nghiệp đến hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống đời thường của MC Mai Ngọc vẫn luôn là điều mà cư dân mạng luôn suýt xoa. Trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, Mai Ngọc từng hạnh phúc kể về cuộc hôn nhân của mình. Tôi vẫn nhớ như in câu nói, cả đời này, gặp được người đối xử tốt với bạn thì khá dễ dàng, nhưng để gặp được người từ đầu đến cuối vẫn đối xử với bạn như thuở ban đầu thì rất khó. Nhưng khó không có nghĩa là không có. Trong ngày Valentine năm 2022, nữ MC xinh đẹp cũng đã khoe một bó hoa rực rỡ do ông xã tặng và nói, to như khủng long ôm bó hoa này thì mới cân. Bao năm, niềm cảm hứng của anh ấy vẫn là chọc ghẹo tôi. Vèo cái đã Valentine thứ 16 ở bên cạnh nhau. Cảm ơn vì luôn đối xử với em như ngày đầu. Theo Mai Ngọc chia sẻ, suốt quãng thời gian dài bên nhau, tình cảm của anh đối với cô nàng là không đổi. Anh luôn đối xử mặn nồng, tình cảm và chiều chuộng Mai Ngọc như lúc mới yêu. Ngoài ra, khán giả cũng phát hiện hàng loạt dấu hiệu cho thấy Mai Ngọc và Nam Lê đã đường ai nấy bước. Mới nhất, nữ MC đăng một clip thả dáng xinh đẹp kèm lyric bài hát Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác, nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát. Đón đưa dù bão giông, lòng kề vai sát, để xoa dịu trái tim đã gần tan nát. Vào dịp sinh nhật của Mai Ngọc hồi cuối năm 2023, cô cũng không đăng ảnh cùng chồng như mọi năm. Thay vào đó, nữ MC khoe căn nhà mới tậu và up ảnh đơn giản cùng người thân. Mai Ngọc cũng giữ mối quan hệ tốt với gia đình nhà chồng khi đăng tải hình ảnh thân thiết cùng mẹ chồng, nữ MC tiết lộ. Ngọc thấy mẹ chồng mình là một người quá tuyệt rồi, không có bộ phim nào có thể tả về mẹ chồng của tôi nên Ngọc nghĩ không cần xem phim. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí vào tháng 6 năm 2023, Mai Ngọc chia sẻ do tính chất công việc truyền hình nên chồng cô phải hy sinh rất nhiều. Người thân của người làm công việc tin tức truyền hình phải hy sinh rất nhiều. Chúng tôi khó như những cặp vợ chồng bình thường khác, công việc của tôi không có ngày nghỉ cố định. Lịch trình làm việc lại theo bản tin trên sóng. Chồng luôn ưu tiên mọi kỳ nghỉ hay đi du lịch của gia đình theo lịch của tôi. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Như vậy mới vui vẻ, hạnh phúc được, nữ MC bộc bạch. Sở hữu vóc dáng cùng gương mặt đẹp không tì vết, MC Mai Ngọc lên hình nhận được lời khen của khán giả. Dù vậy nhưng MC Mai Ngọc vẫn luôn rèn luyện bản thân và cố gắng điều chỉnh giọng nói của cô trở nên truyền cảm và hấp dẫn hơn. Hiện tại, MC Mai Ngọc trở thành người dẫn chương trình cứng của Việt Nam hôm nay.